kết quả nó rất là vĩ đại, nó đem đến chúng ta rất nhanh, cái thời gian nó rất là dài. Nếu mà chúng ta tu mà không được an trú, tu tập cho có hình thức thì nó rất là vất vả, nó mất thời giờ rất nhiều. Mà chúng ta chưa nhất thuật được tâm mà đi tìm an trú thì chúng ta cũng khó mà an trú. Cho nên nhất thuật được tâm rồi chúng ta mới an trú được rồi thì mới tu tứ niệm xứ hoặc là thân hành niệm. Bây giờ về giá về khó thân hành niệm thì chúng ta cũng vậy, cũng nhất thuật cái tâm của mình trong hơi thở, rồi mình an trú được thanh tâm của mình trong hơi thở, rồi bắt đầu đứng dậy thân hành niệm thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy kết quả rất là vĩ đại trên cái pháp thân hành niệm để tâm chúng ta được thành trên đó. Khi tâm chưa được an trú mà rồi tu tập cái thân hành niệm thì chúng ta chỉ vất vả mà thôi. Có khi một lúc sau chúng ta tu tập thân hành niệm thì tâm chúng ta an trú được thì nó mới xuất hiện ra những cái thân hành của chúng ta nhịp nhàng hoặc là có sự an lạc của tâm thân hành, thì đó là chúng ta coi chừng nó. Khi mà chúng ta không giận mà chúng ta do tu pháp này mà hiện ra sự an lạc đó thì coi chừng chúng ta lạc vào cái trạng thái tư tưởng mà không phải do ý thức chúng ta dẫn vào. Còn cái pháp mà chúng ta tu tập đây là chúng ta chủ động điều khiển dẫn vào, nghĩa là bắt đầu bây giờ chúng ta đang ở ngoài chưa phải là đang tu, bây giờ chưa tu mà khi mà đến giờ tu thì muốn tu thì chúng ta phải nhiếp phục cái tâm của mình vào hơi thở trước. Rồi nhiếp phục rồi thì khi mà thấy nhiếp phục được rồi thì chúng ta lại an trú cho được cái tâm của mình vào cho được, thì an trú thân tâm của mình vào được trong hơi thở rồi thì chúng ta mới tu các cái pháp khác mà chúng ta tu. Còn như vậy thì chúng ta sẽ có kết quả rất lớn và lợi ích rất lớn. Còn khi chúng ta chưa an trú mà dầu tu pháp này pháp kia thì mấy con tu cho có hình thức mà thôi, nó mất thì giờ, nó có kết quả của nó mang đến cái kết quả đó là chúng ta sẽ bị những kết quả của tưởng nhiều hơn là kết quả của chúng ta làm chủ điều khiển dẫn dạo. Cho nên mục đích của đạo Phật là phải làm chủ chứ không phải để những cái trạng thái tự an nó đến hoặc là tự có cái lực nó đến, mà chính chúng ta phải làm chủ dẫn nó vào. Chúng ta muốn có cái lực nào, muốn có cái gì thì chúng ta sẽ có cái phương pháp dẫn nó vào. Mà 18 cái điều một của định niệm hơi thở đó là một cái phương pháp và dẫn nó vào theo cái ý muốn của chúng ta muốn. Cho nên nó tu tập như vậy đó là chúng ta luyện cái dục ý túc, tức là chúng ta muốn như thế nào thì nó như cái ý của mình muốn, nó không có sai. Chứ không phải là chúng ta tự tu pháp đó rồi nó hiện ra cái tướng này tướng kia thì cho nó là cái kết quả của chúng ta, nó là ngoài cái ý muốn của chúng ta mà nó hiện ra thì nó không phải là của chúng ta tu tập. Còn ở đây chúng ta muốn cái gì thì cái tâm của chúng ta nó làm theo. Muốn không đau là nó không đau, muốn an lạc là an lạc, muốn thanh tịnh là thanh tịnh, nghĩa là muốn sao thì chúng ta có cái phương pháp vậy. Cho nên không nhớ kỹ mà tu tập kỹ thì nó sẽ không mất thời giờ. Còn nếu không có con tu kêu là cầu mai á, bữa thì an ổn bữa thì không an ổn thì cái này là tu nó không có chuyện xảo, không có khéo léo, không có biết cách. Nghĩa là tu nói bây giờ tu tứ niệm xứ là cứ ngồi tu tứ niệm xứ, cho nên không có biết cách. Trước khi muốn tu tứ niệm xứ thì chúng ta phải làm những cái động tác gì, phải tu tập những cái gì để rồi bắt đầu mới tu tứ niệm xứ. Muốn tu thân hành niệm thì chúng ta phải tu tập cái gì rồi chúng ta mới bắt đầu vô pháp tu thân hành niệm. Đó là những cái điều kiện mà cần thiết để hiểu biết cho nó rõ ràng, cần phải hiểu để mà hiểu đó cho rõ để mà tu tập thì các con phải tu. Còn nếu không thì không tu tập. Còn về cái phần của tâm hạnh tiên tiên thì thầy sẽ trả lời. Bởi vì con ở xa mà đến đây mà không phải là đến đây mà nó khó khăn, nó có nhiều cái khó khăn mà con cố gắng trở về Việt Nam để mà tu tập thì chắc chắn là thầy sẽ không bỏ. Nhưng mà điều kiện hiện giờ đó thì con hãy cố gắng mà trả tất cả những cái tưởng của con mà nó xảy ra thì con hãy cố gắng trả. Còn giờ giấc thì nghiêm chỉnh, con bắt buộc phải là tâm của con ngủ giờ nào ra giờ ấy, mặc dù là những cái giờ như 11, 12 giờ đêm mà nó tỉnh táo mà nó con muốn tu tập đi thân hành niệm thì con phải cho giờ giấc cho nhất định. Chứ không được mà nó muốn tu giờ nào là nó tu hoặc là nó muốn nghỉ giờ nào là nó nghỉ. Do vì vậy mà con nhất định có giờ giấc. Ví dụ cái sức của con hiện giờ nó phải nằm nghỉ, cho nó nghỉ là 1 giờ là con sẽ toàn bộ tất cả những giờ khác đều là tu. Còn 1 giờ cho nó nghỉ là phải cho nó nghỉ đúng rồi. Chứ không được nó tu 2 giờ này giờ kia thì không được, mà phải chỉnh đốn lại giờ giấc như chứ. Thì làm được như thầy đã nói hồi nãy, khi tâm không có niệm không giận thì lúc bây giờ từng cái thời tu của mình thấy nó không có niệm không giận. Trước trong một tuần lễ mà giờ nào chúng ta thấy tâm mình nó không có niệm không giận thì bắt đầu con có thể đi suốt 12 tiếng hoặc là 54 tiếng. Bởi vì pháp thân hành niệm càng đi kinh hành càng tốt nhất. Các con nhớ thầy nói như thế này, ngồi tu nhiều không tốt bằng đi kinh hành. Bởi vì đi kinh hành rất là tỉnh táo,
dễ tu tập, dễ nhiếp tâm, dễ an trú hơn là ngồi. Tại sao vậy? Tại vì ngồi các con biết rằng cái cơ thể vận động là cái cơ thể nó sẽ dễ khỏe mạnh hơn là cái người ngồi. Người mà ngồi nhiều là cái cơ thể nó sẽ dễ bệnh hơn là cái người vận động. Cho nên các con thấy người ta tập luyện chung bên phương pháp là yoga thì người ta tập luyện không tập đủ nhiều động tác, thế cho nên cơ thể người ta rất là khỏe mạnh. Còn ở bên Phật giáo dạy chúng ta chỉ có thân hành niệm, tu trên thân hành của nó. Vì vậy mà có hai cái thân hành nội và thân hành ngoại. Thân hành nội thì nó chia là 18 cái đề mục của hơi thở, 20 mấy cái đề mục chứ không phải 18. Cho nên nó thay đổi trong cái tâm của chúng ta, nó thay đổi từng cái đề mục. Ngồi như vậy rõ ràng là Đức Phật không chắc chúng ta ngồi một chỗ nhiều, mà mỗi cái đề mục mà tu tập là phải mang cái kết quả của nó. Cho nên áp dụng những cái hơi thở mà trên 20 mấy cái đề mục này là nhằm vào áp dụng thân hành ngoại của chúng ta hơn là áp dụng thân hành nội. Cho nên chúng ta chỉ nương vào hơi thở là để luyện tập những cái đó, những cái đề mục đó để cho có kết quả, để mà đẩy lui hay khắc phục tham ưu ở trên thân hành của nó, tứ thân hành niệm hoặc là tứ niệm xứ mà thôi. Thì các con thấy rằng trên cái thân hành niệm mà Đức Phật đã xác định nó nhiếp phục, 5 cái điều kiện đầu thì nó nhiếp phục, 5 cái điều kiện sau là nó thành công. Cho nên 5 cái điều kiện đầu tiên nó nhiếp phục được những điều chướng ngại pháp ở trên thân thọ tâm của chúng ta rất lớn. Vì vậy mà trên thân hành mà nếu mà cái người mà tập thân hành mà đi suốt đêm được á là cái người rất khỏe. Các con không tập chứ mà các con tập các con thấy đi nó nghe nó an lạc mà nó khỏe mắn, nó an ổn á. Còn các con ngồi nhiều nó bị tê, bị nhức, bị này kia đủ thứ. Nhiều khi các con có thể tăng giờ để các con có thể ngồi được, có thể dùng pháp các con dẫn cái thân của các con an tại được. Nhưng mà cái thân của các con nó sẽ có một thời gian nhất định, cái sức rồi của nó khi mà chúng ta còn hoạt động trong thân. Mà nếu quá cái sức đó thì thân nó sẽ mỏi mệt, cái thân của chúng ta nó sẽ bị mỏi mệt. Nó do vì vậy mà các con thấy cái sự thân hành của chúng ta nó hoạt động, nó làm cho cái cơ thể chúng ta dẻo dai và bền bỉ. Còn cái thân mà chúng ta ngồi, ngồi một chỗ thì nó không hoạt động, nó không mạch máu, nó cũng khó lưu thông. Các con nghĩ là nó khó như vậy thì cái thân của chúng ta ngồi lâu ngày thì nó sẽ bị bệnh và nó sẽ khó khăn, chứ không phải mặc dù chúng ta ngồi được. Cho nên cái người mà đi thân hành nhiều mà tu tập thân hành nhiều nhiều là cái người khỏe mạnh, ít có đau đó. Còn cái người mà ngồi nhiều, cái người lười biếng đi là cái người dễ bị bệnh nhất. Cho nên các con cứ nghĩ đi, mình đi nhiều, ông bà chúng ta ngày xưa họ đi bộ, họ đi từng cái đường rất dài, 10 cây số, 20 cây số, thậm chí 30 cây số, họ đi suốt cả buổi như vậy mà con người họ rất khỏe. Cái người lao động nó khỏe hơn là cái người trí thức, cái người ngồi trong văn phòng quay về chỉ yếu đuối hơn là người lao động ngoài đời. Cho nên khi mà chúng ta biết hai cái pháp thân hành niệm, cái pháp mà chánh niệm tỉnh giác là thân hành niệm, cái phương pháp đi thân hành nhưng có đứng lên ngồi xuống của cái phương pháp thân hành niệm, nó giúp chúng ta hoạt động tất cả những thân hành của nó mà không bị ngồi co chân co tay của chúng ta. Cho nên nó vận động máu trong người lưu thông dễ dàng, cho nên mấy con cố gắng mà tập. Cho nên các con cái sức các con đi suốt 24 tiếng đồng hồ vẫn dễ dàng không có mệt, nghĩa là ngồi lên đứng lên ngồi xuống như pháp thân hành niệm các con có thể tập 24 tiếng đồng hồ được mà cơ thể lại còn khỏe mạnh. Nhưng các con cũng phải biết đi suốt 24 tiếng hay 12 tiếng đồng hồ là khi đó tâm không thấm niệm thấm giật mới đi. Còn nếu không thì các con tu tập từng giờ, từng 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ để cứ niệm xét coi tâm mình nó còn thấm không. Nó không thấm thì tăng dần đó, mà tăng tới đâu thì kết quả nó rất tốt đẹp tới đó. Có thì những cái điều mà thầy nhắc nhở cho mấy con nhớ là tu cho kỹ, tập cho kỹ, chứ đừng có tu lấy có. Bởi vì vốn mình về đây là mình tập sống như là các bậc thánh, ăn ngày một bữa, không nói chuyện với ai. Nhất là mấy con nhớ rằng cái pháp độc cư mà Đức Phật đã nhắc nhở, đã dạy cho chúng ta, như con tên Ngư Một Sừng là 42 cái bài kệ như vậy, nhắc nhở chúng ta như vậy. Thì mấy con nhớ rằng cái điều mà không nói chuyện là cái điều rất là quan trọng cho cái sự tu tập của mình. Cho nên các con mà nói chuyện tiếp nhiên thì nội đi như đó thì biết rằng các con sẽ không tới đâu. Cho nên đối với đạo Phật trong kinh Tương Ưng thì Đức Phật có nhắc nhở chúng ta đừng có kết bạn kết bạn, chúng ta đừng có thích hội họp. Đức Phật nhắc nhở rất nhiều, nhưng mà thầy biết rằng thầy không có đủ thời gian xuất ra những cái lời dạy này để mà chú thích, để hiểu được ý của Đức Phật dạy. Chúng ta nhắc nhở chúng ta vấn đề mà kết bạn và bạn bè rồi tập họp rồi nói chuyện này kia thì Đức Phật đã nhắc nhở mình rất nhiều. Và trong kinh Tăng Chi Đức Phật cũng có nhắc nhiều vấn đề này, và Tương Ưng thì Đức Phật nói chung là mọi kinh đều có nhắc về vấn đề độc cư hết, chứ không phải là chỉ có một bài kinh hay một hai bài kinh mà thường xuyên hay nhắc về cái điều này mà rất lớn. Do cái mục đích để đạt được
của đạo là nó đặc cư là ý thức thành tâm của sự tu tập của chúng ta. Nếu mà không giữ gìn được trọn vẹn đặc cư thì chúng ta khó mà thành tâm. Cho nên ở đây thầy cứ thấy mấy con mà nói chuyện hoặc là gặp nhau trao đổi nhau một vài lời nói thôi thì thầy cũng rất buồn, vì mấy con đến đây tu tập mà mấy con không nghe lời thầy thì biết chừng nào mấy con được giải thoát. Rồi đây rồi một ngày nào đó thì các con cũng sẽ phải mang quán mà ra đi mà thôi. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu, chúng ta tu tập nó có từng cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tu như thế nào, giai đoạn thứ hai như thế nào. Mà quá độc cư thì ức chế cũng làm khổ cho mình. Khi một người mà nhiếp tâm được, an trú được thì độc cư trọn vẹn. Còn một người chưa nhiếp tâm được, chưa an trú được thì trong lúc còn tập để nhiếp tâm để mà an trú cho được tâm mình thì người này còn nên nghiên cứu kinh sách, còn nên thưa hỏi, còn nên nói chuyện một điều, một vài điều kiện. Nhưng khi nhiếp tâm hay khi an trú được thì mặt chúng ta không nói chuyện ai nữa hết, cứ là ôm pháp mà tu tập. Vì chúng ta nhiếp tâm được, an trú được thì chúng ta nói chuyện là làm cho tâm của chúng ta nó sẽ mất đi rất nhiều thời giờ, rất nhiều thời giờ quý báu của chúng ta. Mà khi mà vào tu thì mấy con cần thiết hỏi thầy cách thức nhiếp tâm cho được, an trú cho được, điều đó là điều quan trọng. Mà khi thầy dẫn cho mấy con nhiếp tâm được, an trú được rồi thì lúc bây giờ mấy con phải đọc cư trọn vẹn để mấy con đi sâu vào để thực hiện cái sự rốt ráo, thì thời gian mấy con sẽ không mất. Cho nên chiên tiên con về đây á, theo thầy thiết nghĩ phải ráng nỗ lực tu cho đến khi xong thì mới lo mới về, còn nếu chưa xong thì nhất định không về. Nghĩa là dù gặp hoàn cảnh nào, khó khăn gì, chúng ta cũng vượt qua tất cả những sự nguy hiểm khó khăn ấy, chúng ta không ngại. Và khi tu thì chúng ta phải nói rằng không còn thiết duyên nữa, để nỗ lực cái thời gian cho nó ngắn. Khi nào tu xong thì chúng ta sẽ thiết mọi người, giúp đỡ mọi người. Còn tu chưa xong mà thiết mọi người thì nó là cái thiếu duyên, làm chúng ta tu tới nơi tới chốn. Cho nên ở trong kinh sách Duyên Thủy á, thì Đức Phật nhắc khi chúng ta muốn hướng dẫn ai là chúng ta phải tu cho xong rồi chúng ta hướng dẫn. Đừng có ở ngã ba đường bắt lên rồi tiếp tục mà dạy người ta tu mà mình tu chưa xong thì nó rất là nguy hiểm cho mình mà cũng là cho người, chứ không phải riêng cho mình không đâu. Nó cái đó là không đúng. Cho nên ở đây thì muốn các con tu xong thì mới làm thật sự, tu xong thì riêng mà mình làm. Còn tu chưa xong thì nhất định tâm niệm như thánh, im lặng như thánh, không nói một lời nào, mà ôm chặt thoát như ôm thao mà qua biển thì mới chắc ăn. Dù là bạn bè thân thuộc, dù là những người nào thân nhất của mình, nhất định là cũng không tiếc được. Có như vậy thì mấy con mới thấy được con đường tu của đạo Phật nó có kết quả. Chứ nếu mấy con tiếc duyên thì chắc chắn là rất khó mà thành tựu được cái đạo giải thoát. Cho nên thầy thấy như cô Kim Liên, cô bỏ hết mọi cái, nhưng bạn bè không bỏ được thì nó cũng là một điều chiếu duyên của cô Kim Liên rất lớn. Là tại vì cái tuổi tác nó cũng lớn rồi, bạn bè thì có rất nhiều, nghe cô vào đây tu thì người ta cũng mến, cũng thương, cho nên lâu lâu người ta đến người ta thăm. Thì lại là một cái điều kiện rất là chướng, khi mà có mọi người thăm thì theo thầy thiết nghĩ, thấy mình an trú được tâm, nhất được tâm thì con sẽ căn dặn mọi người, hay nhất là cô Út, ai có đến xin mà gặp con á thì con nói với cô Út đừng có cho gặp, là chờ tôi đi xong rồi tôi sẽ đến với chị em, tôi sẽ giúp đỡ, nó thiết thực hơn, nó cụ thể hơn. Còn bây giờ chị em mà bàn hàng duyên gặp nhau thì vui mừng có chút mà, nhưng mà để lại cho tâm tôi, mặc dù nó không có chứa gì hết đâu, nhưng mà nó khi thiết như vậy cái tâm mình nó sống lại. Nó mình vô tu thì thấy nó cũng bình thường, nhưng tới nữa nó không tới, nó không đi sâu được nữa. Bởi vì cái chứa duyên đó, mình nghĩ rằng khi mà nó chứa là mình vô tu nó khó khăn cái gì, nó không khó khăn đâu, nhưng mà nó tới nữa nó không tới. Bởi vì cứ thiết như vậy cái tâm mình nó sẽ không thanh tịnh. Tại sao mà nó không thanh tịnh? Các con cứ ví dụ như thế này, mình tu cố gắng mình ly dục ly ác pháp trong tâm của mình, mình cố gắng, nhưng cái người mà người ta đến tiếp mình, người đó chưa có thanh tịnh đâu. Người ngoài đời thì họ chưa có thanh tịnh, tâm họ còn tham sân si gì nữa. Khi mà tiếp với mình đó thì mình không có tiếp nhận cái tham sân si của họ, nhưng khi mà họ đến với mình với cái tâm tham sân si, nó làm cho cái tâm mình nó không còn trọn vẹn thanh tịnh. Cho nên nó có những cái từ trường nó rất là chướng ngại. Còn mình khép chặt ở trong cái kinh thất của mình, nỗ lực mình tu thì càng ngày cái tâm cái từ trường xung quanh thất của mình nó càng lúc càng thanh tịnh. Chẳng hạn bây giờ các con thấy trong cái khu của mình nó 5 cái thất, mà nó 3 người hay 5 người ở, mà cái người tu cái thất của họ thanh tịnh lắm. Cái người khác mà tu ít họ đến cái thất của mình
mà mình im lặng như thánh á, thì cái người đó họ tiếp nhận được cái sự thanh tịnh đó, họ về pháp họ mà tu. Ví dụ như bây giờ con nó yên ổn con tu, một cái người khác họ đến mà muốn nói chuyện với con lập thinh con không nói gì hết, thì cái người đó họ về họ lại nỗ lực họ tu hơn, họ bởi vì cái thanh tịnh của con nó làm cho họ tinh tấn hơn. Còn cái lại khi con nói chuyện nó làm cho mất thanh tịnh, thì cái người này họ trở về pháp họ tu không có kết quả đâu, rồi do đó ít hơn họ buồn buồn, họ tới thanh tịnh nữa. Vậy như vậy khi mà tiếp duyên rồi thì con sẽ không bao giờ giữ được trọn vẹn. Do đó cái sự mà mất thanh tịnh nó sẽ làm cho cái từ trường, từ cái khung không gian của mình đang sống, nó sẽ cái không gian đó nó sẽ không thanh tịnh, mà nó không thanh tịnh thì nó ảnh hưởng đến cái sự tu tập của mình. Cho nên mình giữ gìn, mình tu tập để cho nó thanh tịnh á, thì cái đầu tư nó rất là quan trọng. Bởi vì các con, cái đôi mắt các con nhìn cái không gian chỗ mấy con sống, mấy con tu tập mà thanh tịnh thì cái không gian đó nó sẽ thanh tịnh. Người ta đến mà mình vẫn im lặng như thánh á, thì cái người đến đó họ sẽ trở về, nó có lợi ích cho người đó. Mà mình nói chuyện thì cái không gian của mình nó mất thanh tịnh rồi, thì lúc bây giờ nó không lợi ích cho cái người đến nói chuyện này. Còn mình làm thinh mình không có, họ về đó họ có cái ý của họ xấu đó, thì họ nói mình làm lẽ, mình tu hay, mình giỏi, thì họ nói thì cái ác pháp họ chịu. Nhưng mà dù sao bên đó họ rất mến phục mình, họ thấy mình không nói chuyện là họ mến phục, kính trọng mình. Bởi vì thầy đề cao, Phật đề cao, thầy đề cao cái đặc cư, mà Phật đề cao đặc cư như con cây hương một sừng. Ta rất sợ con cây hương, ta không có sợ cái người nói chuyện, vì người nói chuyện không phải con cây hương một sừng, con người ta không sợ, ta lại ta rất sợ con cây hương một sừng. Cho nên ở đây mà thầy tìm một người mà động cư trọn vẹn thì rất ít mấy con. Cho nên mấy con tu, thầy biết là mấy con tu thì có tu, nhưng mà đi sau thì không sao được khi mà các con còn tiếp duyên. Cho nên nhớ những lời thầy dạy, khi mà thầy ẩn bóng thì những cái điều mà quan trọng trong cuộc đời tu của mấy con ấy, thì mấy con nhớ kỹ, càng lúc động cư thì cái môi trường, cái thấp của các con nó càng thanh tịnh. Mà nó thanh tịnh bao nhiêu thì các con dễ tu bấy nhiêu, dễ đi sâu vào đạo bấy nhiêu. Tức là cái năng lực bãi giác kia nó sẽ xuất hiện dễ dàng hơn. Còn nó không thanh tịnh thì nó có khó xuất hiện. Bởi vì cái năng lực của bãi giác kia, bãi cái trạng thái bồ đề giải thoát này, nó do cái tâm thanh tịnh. Mà mình không tiếp duyên thì nó mới thanh tịnh, mà mình tiếp duyên thì không thanh tịnh. Vì mọi người chưa có người nào thanh tịnh. Nếu quả chăng mà chúng ta ở trong cái môi trường chư Phật, chắc chắn là chư Phật sẽ im lặng như thánh, thì cái môi trường nó thanh tịnh. Mà cái môi trường thanh tịnh thì nó rất thuyết phục chúng ta thanh tịnh. Cho nên nếu mà chúng ta ở vào cái môi trường của chư Phật thì chúng ta tu chắc dễ lắm. Nhưng làm sao chúng ta ở trong môi trường của chư Phật được khi tâm chúng ta chưa thanh tịnh? Cho nên chúng ta phải cố khắc phục mình, nhiếp phục mình. Cho nên mình được ở trong thanh tịnh thì lúc bây giờ mới là ở trong cái môi trường của chư Phật. Còn nếu mấy con tiếp duyên thì tức là mấy con ở trong môi trường của thế gian, của con người phàm phu, của con người đang bất tịnh, của con người đang ở trong pháp pháp. Thì do đó mấy con tu rất dài rồi lật lâu. Còn cái lại còn ở trong cảnh thế gian này mà mấy con nhiếp phục âm mình, mấy con sống đúng độc cư, thì mấy con sẽ ở sống trong cái môi trường của chư Phật, thì mấy con sẽ mau gần gũi chư Phật hơn, giải thoát hơn. Đó thì mấy con nhớ lời mà thầy nói. Nếu các con quyết tâm tu giải thoát thì các con hãy cố gắng giữ gìn. Và hiện giờ người nào mà các con nhớ rằng trong những ngày này sắp sửa thầy đi đánh bóng, thì người nào nhiếp phục tâm chưa được thì phải hỏi kỹ lại sự nhiếp tâm của mình. Người nào an trú chưa được, nhiếp tâm được mà an trú chưa được thì hỏi lại thầy chỉ những điều an trú, để rồi thầy sẽ có thích an trú trực tiếp dạy cho các con an trú, để cho các con được những cơ bản đầu tiên nhiếp phục tâm, an trú tâm, rồi sau đó mới tu tập các pháp khác thì nó mới có kết quả. Các con nhớ chưa? Nhớ những lời này thì những khi mà thầy còn đang nói chuyện với mấy con, còn đang trong những cái ngày hôm nay thì còn lần gũi ở bên mấy con, thì mấy con hãy cố gắng. Người nào chưa làm được những điều này thì hãy đến hỏi thầy, dạ sao làm được. Rồi mai mốt thầy có đi rồi thì các con nhớ rằng cái kinh nghiệm mà tu tập nhiếp phục này, các con phải cố gắng mà tập cho nó được nhiếp phục. Cái đó là cái quan trọng, chứ không phải tu bừa tu đại, tu không kỹ lưỡng. Mặc dù là từ hôm dạy tới nay thầy cũng biết người nào nhiếp phục được, người nào chưa nhiếp phục được, người nào an trú được, người nào chưa an trú được, người nào có tưởng, người nào không tưởng, thầy cũng biết. Nhưng vì thầy rất bận công việc và từng khi tuy vậy thầy cũng đưa ra trong thời gian ngắn thì thầy cũng cho mấy con được một cuốn sách cơ bản để mấy con nắm vững được cái đức hạnh, được những cái điều kiện tu tập. Hôm nay thì thầy cũng trực tiếp để giúp cho mấy con có cái sự nhiếp phục được tâm và an trú được tâm của mình, là những cái căn bản nhất để mà con đi vào được tu tập mà không mất chút gì giờ. Còn riêng Kim Tiên thì con yên tâm mà tu tập, đừng có lo chướng ngại gì hết, cứ nỗ lực mà tu, nỗ lực mà xả những cái tưởng, khi nó bị những cái chướng ngại tưởng thì ngại ráng, đừng có nghĩ ngợi, đừng có gì hết. Vừa rồi thì Vũ muốn gặp con trong cái dịp Tết để mà nói chuyện,
thì trong cái dịp này Tết thì con sẽ gặp nó nói chuyện xong rồi, thì từ đây về sau bảo nó im lặng, đừng có hỏi, đừng có nói chuyện nữa, để cho con tu cho xong, sau khi xong rồi mặt tình muốn nói gì nó nói, để không bây giờ nó lỡ dở cứ nói chuyện tới lui thì nó uổng phí. Uổng phí này như thế nào, con từ ở xa xôi cũng khó khăn lắm mới về được, chứ không phải dễ đây, không phải dễ như cái người đang ở trong nước đâu. Cho nên vì vậy mà phải biết được cái điều kiện khó khăn đó mà phải nỗ lực, đừng có phụ lòng thầy, cũng đừng phụ lòng những người thân thương của mình là trợ giúp cho mình có những cái duyên tu tập như này. Cho nên khá nhất là cô Út đã tạo cái duyên cho con để mà yên ổn, để mà tu tập, chịu đựng mọi cái thứ khó khăn mà để cho con yên ổn mà tu tập. Phải sáng cố gắng hết mình tu tập đúng cách, thì không có thiết duyên, không nói chuyện với người nào được hết, thì con mới có thể đi sâu được. Ai muốn nói chuyện điều gì đó thì con nhắn lại với cô Út, nói là chờ tôi tu xong rồi tôi sẽ nói chuyện cho em, có vậy thôi. Thì con mới tu tập, thấy những lời khuyên chân thành của thầy để giúp cho con nỗ lực thực hiện cho được. Không khí một đời ham tu, bỏ hết những cái sự nghiệp, bỏ hết những cái sản nghiệp của mình, cái tài sản của mình, mà chỉ tìm một cái tài sản quý giá nhất là không được giải thoát. Cho nên phải ráng, được có, quý bỏ, nhớ lời thầy dạy mà nỗ lực tu, im lặng như thánh. Bởi vì cái sự tu tập của con đã từ hơn một năm nay rồi, được về đây tu tập, và đồng thời bây giờ ta lại đây tu tập, thì nó đã hơn một năm trời nay rồi. Thì cái sự tu tập đó, nó cần phải đi sâu hơn nữa, chứ không thể cứ dập chân tại chỗ như thế này thì không đúng. Mà đi sâu hơn nữa, thì hạnh độc cư, im lặng như thánh là phải cần thiết, rất cần thiết cho cuộc đời tu tập của con. Nếu mà không giữ trọn thì cũng phí cuộc đời tu, chẳng đi đến đâu hết. Con có nói chưa? Còn đứa nào mà tu chưa được thì hãy nhiếp tâm chưa được, an trú chưa được thì sẽ thưa hỏi lại chủ thầy từng người một, chứ không phải dạy tập thể chung. Bởi vì đây là cái đặc tính riêng biệt của mọi người, trong khi nhiếp một tâm an trú tâm, cho nên từng người một hỏi để mà chỉ dạy cho bạn trẻ để mà tập những cái căn bản này. Còn riêng Phương thì con đã có một đứa con, thì theo thầy thiết nghĩ giải quyết vấn đề này thì tương lai của cháu nó còn nhỏ, con hãy đưa nó ra hải dân với cô Bửu, thì ở đó cô sẽ trợ giúp cho nó. Nếu mà con muốn cho nó đi tu thì cô sẽ giúp cho nó vừa đi học, vừa học đạo, vừa là học đời, để cái trình độ của nó không kém thua ai. Chứ còn đi lớn tuổi đây mà con cho nó đi vào chùa mà nơi cái môi trường tu này thì nó mất cái tương lai của nó rất uổng, bởi vì nó tu cũng không nhận vô nổi đâu, nó không thể nào tu nổi đâu, nó phải học, phải hiểu biết rồi nó mới tu mới được. Do đó con mới tạo cái điều kiện sẵn ra, cái mẹ con ở chung nhau thì ái kiết sử, thì ngàn đời cũng tu được, phải giúp nó, phải giúp thì gửi gắm cho ai nuôi dưỡng nó như thế nào. Chứ còn mẹ con mà ở gần nhau cái này thì nó tu giải thoát không được, không được. Bởi vì đây là thật sự tất cả các kiết sử trong của chúng ta đều là phải giúp sạch hết, nghĩa là ái kiết sử không thể nào mà đi tu mà đem con cái theo cũng không được. Cho nên vì vậy đó, muốn tu giải thoát thì hãy tìm mọi cách cho nó có đi học như thế nào để nó trở thành một con người tốt, rồi mình giải quyết như thế nào để rồi nó đi tu, chứ không thể bỏ con mình như vậy được. Hoặc là để cho nó không học hành mà gọi là để cho nó đi tu, thì con biết tu không phải là một cái chuyện dễ. Thầy nuôi một cái chú từ 8 tuổi đi theo thầy, đến lớn nó không hiểu gì cuộc đời hết. Bởi vì đối với thầy thì vào tu thì nó phải chai đĩa thôi, nghĩa là chỉ biết ở cái sự tu thôi, chứ còn không có biết gì đâu, không có hưởng thụ gì ngoài đời, không biết gì nữa, hoàn toàn không hiểu gì hết. Nhưng khi nó có cái điều kiện gì thì nó ra, nó có tiếp duyên với đời thì nó chẳng biết gì đời, nó ngây ngô, nó thờ thạo, nó đủ cách, nó không có thông suốt gì đời. Cho nên vì vậy nó cũng rất là khó tu. Cho nên sau đó thì thầy khuyên nên tìm hiểu đời thì thầy chọn, nhưng mà thầy trang bị cho một cái trí tuệ để vượt thoát từ cái cuộc đời nó nhiều cái bậc bẫy và nhiều cám dỗ. Mà nếu may mắn vượt qua được thì trở về tu thì nó có những cái căn bản, nó xả tâm nó dễ. Còn nếu mà không may mắn, cái nghiệp nhân quả nặng thì nó lôi, nó cũng phải đành chịu trôi lăn ở trong lục đạo. Còn riêng con hiện giờ thì con phải nghĩ, thứ nhất là cái bản thân của con tu thì phải tu như thế nào. Mà hiện giờ có một đứa con còn nhỏ mà tu thì không thể mà rốt ráo được, cho nên vấn đề tu của con là cái vấn đề không tới đâu, mà tu như vậy nó không có kết quả gì, nó chỉ qua ngày cho nó khuây phá cuộc đời của mình, như vào chùa để mà quên đi cái đời đau khổ của mình thì nó không đúng cách. Cho nên tu là phải thật sự giải thoát, mà thật sự giải thoát mà
thì phải đoạn dứt tất cả kiết sử, chứ không thể nào mà còn mang kiết sử. Thầy nói bạn bè với nhau mà gặp nhau còn không được, mà còn không có tâm sự với nhau được, huống hồ là những người thân. Cho nên thầy thấy những người thân của mình, cha mẹ này kia mà không cho mình tu tập, hoặc là cho mình tu tập mà tới lui thăm viếng, là một cái điều chướng ngại cho cái người tu sửa. Bởi vì nó hâm sống, nó làm sống lại cái ái kiến sử, cái tình cảm của con người sống, cho nên nó rất khó. Cũng như đây, cũng như con thấy ở đây có cô, hai cô, cô này với cô kia là mẹ con sống mà tôi như vậy, thì nó rất là bận tâm. Mẹ thì thương con thương mẹ, do kiến sử nó không được. Cho nên vì vậy mà thầy biết rằng đi sâu nữa rất khó. Bởi vì bãi kiến sử này đều là phải bứt sạch, nó không còn để. Chứ nó còn để một chút thì chúng ta không đi sâu được. Nó đi đến cái mức độ nào đó, nó dịch lại, nó không đi nữa. Bởi vì cái kiết sử nó cần. Đó là những cái điều kiện mà thầy nhắc nhở để thấy. Cũng như ở đây bên Nam, thì có chú Nam vào đây, thì chú là người Hà Nội. Chú vào đây thì cha mẹ thì buộc lòng cho chú tu. Nhưng mà rất là thương nhớ con của mình. Cho nên nhiều khi mới vào đây chừng nửa tháng, thì ở ngoài Hà Nội bay vào đây để thăm chú. Nhưng mà thấy chú không nói chuyện, tình cảm không mừng, không vui, không hỏi thăm. Bởi vì nếu mà hỏi thăm thì kiết sử nó sẽ bực dậy. Cho nên là ráng cố gắng để thấy mẹ thì là nhớ gia đình, nhớ cha. Thì làm sao mà con người tình cảm là làm sao khi thấy như vậy nó làm cho sống lại. Nhưng mà cố gắng ngơ thì mẹ lại cấp nó thấy mình đến thăm, nó chẳng hỏi gì hết. Nó chẳng hỏi ba nó mạnh giỏi như thế nào đó, hỏi nó mạnh giỏi thì nó làm sống lại cái tình cảm đó. Rất khổ tâm, thầy rất thông cảm với chuyện của thương chú người. Nhưng làm sao được khi mà cái nghiệp nhân quả của mọi người nó đều có như vậy. Chỉ biết tìm mọi cách an ủi cho người nhà và an ủi người tu, để cho người ta dùng cái kiết sử đó làm người, nó mới giúp cho người ta khổ lắm. Cho nên thầy biết con đường tu giải thoát nó rất khó. Nó khó mọi mặt, là vì ác pháp xung quanh chúng ta, vì nhân quả xung quanh chúng ta nó trói buộc, nó ràng rệt chúng ta rất lớn. Rất lớn, nó làm chúng ta rất lớn. Cho nên khi tu thì chúng ta ôm chặt pháp, ôm chặt pháp tấn công để rồi chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Sau khi làm chủ được sự sắp xếp thì lúc bây giờ chúng ta mới thở một hơi thở nhẹ nhàng, hoặc hơi thở nhẹ nhàng chúng ta làm. Còn nếu mà chưa được, chúng ta không biết ngày nay nó yên, ngày mai đây nó có chuyện gì mà phải đến với chúng ta không. Những người thân với chúng ta, bạn bè chúng ta, những người này họ để cho chúng ta yên tu không, những người thân với chúng ta để chúng ta yên tu không. Nói nhiều rồi thì chắc có thấy như cô Kim Liên vừa đi tu, thì những người thân của cô Kim Liên là thầy tổ lại mất đi. Phải không? Nếu mà để yên thì bà đừng có mất. Này không để yên cho nên bà bị mất. Bà mất bà làm cho cái người tu, làm cho cô rất là đau đớn, rất là bận tâm, rất là lo lắng. Cho nên nó cũng làm cho chúng ta chặn lại. Rồi chúng ta về tu thì chúng ta cũng phục hồi lại. Nhưng ở trong tâm chúng ta nó vẫn còn mất một khoảng trống thời gian rất dài. Và từ đó những cái tình cảm đó, những cái hành động, hình ảnh mà nó lưu lại trong cái thời gian mà tiếp xúc trong đám tang, thì nó có những cái hình ảnh lưu lại, nó làm cho chúng ta dài dặn trong cái tâm. Muốn xả cái lớp này nó cũng không phải dễ dàng, mặc dù là nó không hiện nhưng nó còn nằm y trong đó, chứ đâu phải là nó vô thì dễ, chứ nó ra thì đâu phải dễ. Một khó lắm, một gì mà nó đi vô là nó dễ lắm. Chúng ta tiếp không tiếp thôi, chứ mà chúng ta tiếp thì nó vô rất dễ. Mà khi mà chúng ta quét nó ra thì nó không có. Quét sạch không biết ngàn lần quét sạch, mà nó quét được bao nhiêu trong đó chưa hẳn là chúng ta nói một lần nó ra hết đâu. Cho nên nó vô thì nó dễ, mà quét nó ra chúng ta quét sạch trăm ngàn lần mà chưa sạch lại là sao. Cho nên con đường tu rất khó như vậy mà được cư là bí quyết thành công. Cho nên cái chúng ta tu, chúng ta biết, chúng ta phòng hộ. Nhưng mà bên ngoài họ có biết được chúng ta khổ sở như thế này không? Họ đâu có biết. Ăn ngày một bữa phải thức đêm dậy sớm, còn hơn là học trò nỗ lực tu tập phải đi suốt đêm, không dám ngồi nó buồn ngủ làm sao. Cho nên cực khổ nhọc nhằn. Thế mà mọi người xung quanh họ có hiểu mình đâu, họ cứ làm động mình không. Thậm chí như người ta không hiểu mình tu hành ra sao, người ta không hiểu mình cực khổ nha. Người ta còn làm trần mặt thở mình đủ thứ, người ta nói là mình làm với chính trị vậy, người ta hứa cho mình thở, người ta muốn đuổi mình, người ta không chấp nhận đó. Người ta không thấy cái điều đó, người ta có hiểu được mình đó, người ta muốn làm cho mình chắc. Trong khi ai cũng đang sống ở trong cái đau khổ của bốn cái giặc thực sự, không dành cho mình, cái giặc của mình. Thế mà người ta không thấy đó. Thì hôm nay thầy nhắc nhở cho mấy con những cái giờ phút mà thầy sắp đi ăn bóng là có hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là tránh đi một cái điều mà không hay cho Phật giáo, đó là nó phải, nếu mà có xảy ra thì nó cũng để lại cái trang sử không tốt, đó là tránh đi. Ví dụ như bây giờ sư tổ Minh Đăng Quang chết đi trong cái hoàn cảnh như vậy, nó cũng để lại một cái điều không hay cho Phật giáo của chúng ta, chứ không phải. Bởi vậy
đừng có để một cái gì xảy ra thì nó là nó cũng như một cái sợi dây, nó không có bứt ra, nó bứt ra bây giờ có nối lại nó cũng còn cái rút, mà là đừng có để gì xảy ra thì nó rất tốt. Và đồng thời những cái gì đúng sai thì lần lượt thì nó sẽ rõ ra hết, chứ nó không có gì hết. Nhưng bây giờ ngay bây giờ cái thời điểm này thì nó không tốt, đó là cái thứ nhất mà cần tốt. Cái thứ hai là để có nhiều thì giờ để soạn thảo cái bộ sách để lại cho đời, giúp cho mọi người có cái nền đạo đức. Nếu mà thầy không kịp viết thì cái bộ sách này thầy nghĩ là khó có người mà viết cái bộ sách đạo đức này. Đó là những cái điều mà quan trọng cho nên thầy giảng bấm vào cái điều đó. Còn với mấy con hôm nay với một số người này, trong một số người này thì hy vọng được một hai người mà được tu chứng được, cũng là những cái người mà thắp lại cái ngọn đuốc của mình, là nói rằng con đường mà thầy đã dạy theo chánh pháp của Phật đã có người tu chứng như vậy. Nghĩa là không phải pháp của thầy mà pháp của Phật, nhưng mà qua kinh nghiệm tu hành mà hiện giờ có người tu chứng để nói lên tiếng nói rằng thầy nói không phải nói trong tưởng, mà nói thật sự có người làm được, cho phải duy pháp được mà có người làm được. Thì thầy hy vọng rằng ở trong nam cũng như bên nữ của các con sẽ có một người làm thì thắp lại một đuốc của Phật pháp để đền ơn Đức Phật. Đức Phật 6 năm khổ hạnh để lại một cái giáo pháp cho chúng ta tu tập được giải thoát, cái ơn quá nặng. Ngài hy sinh cả cái đời sống của Ngài giàu sang như vậy mà Ngài phải tu tập 6 năm chết đi sống lại mà để lại cho chúng ta cái chánh pháp. Hôm nay tu tập được thầy mới biết cái ơn quá lớn. Đức Phật đã hy sinh cái thân mạng của mình, hy sinh cái sự giàu sang sung sướng của mình. Chứ còn đối với thầy thì có một nhòm nhòi gì, thầy có hy sinh gì cái đời sống của thầy, đời sống của thầy đó có gì đâu. Còn Đức Phật thì đầy đủ quá, đó là hy sinh của đời sống. Còn đối với thầy thì hy sinh về thân mạng thì thầy cũng đâu có gì đâu mà gọi là khổ hạnh đâu. Còn các Đức Phật thì khổ hạnh quá rồi. Cho nên nhớ lại hôm nay hôm cái pháp Phật tu thì nhớ lại tâm ơn của người để lại cho loài người, cho chúng ta, thì chúng ta hôm nay mà được một cái phương pháp mà hàng phục được cái sự đau khổ bản thân của mình như vậy thì cái ơn người quá lớn, quá lớn. Cho nên chúng ta phải ráng nỗ lực thực hiện cho được cái đền đáp ơn. Thầy đã đền đáp ơn Phật, cho nên hôm nay thầy ngồi lại thì biết cái đạo đức mà Đức Phật ngày xưa đã vạch ra, thế mà người ta gì mất, đó là thầy làm lại những cái điều kiện này, dù nhục nhằn bao nhiêu thì nhọc nhằn cực khổ bao nhiêu, thầy cũng chỉ đền đáp trong muôn một đối với ơn Phật mà thôi. Đó là cái điều mà thầy đã đền đáp ơn Phật. Cho nên mấy con ráng cố gắng mà đền đáp ơn thầy, đền đáp ơn Phật là phải ráng tu cho đúng. Đừng vì một chút nhọc nhằn nào đó, đừng có vì một chút sợ hãi nào đó của cái thân mà các con bỏ đôi, thì các con phụ lòng Phật, phụ lòng thầy. Thầy ước trong các con có người làm được. Hôm nay đến đây thì thầy nhắc nhở như vậy, thì các con phải cố gắng, đừng có sợ hãi, đừng có sợ hãi rằng thầy bỏ các con. Chỉ cần các con cố gắng tu là lúc nào thầy cũng ở bên các con để mà dẫn dắt các con. Mặc dù là có xa nhau trong môn dặn nhặt đường, nhưng mà tâm nguyện của các con sẽ hướng về thầy thì sẽ có thầy. Thì nói chung thầy sẽ không ở xa, nghĩa là bất kỳ ở đâu thì khi mà tâm nguyện các con hướng về thầy, các con nhớ phải ráng tu tập. Còn phương thì con phải giải quyết cho cháu, và đồng thời khi nào muốn tu là phải sống trọn vẹn một con người không còn kiết sử. Chứ còn kiết sử thì con tu cũng một thứ mà thôi, chỉ là an ủi trong một ngày hai ngày cho nó qua thôi. Chứ còn tu như vậy không đến, không tới nơi tới chốn, rất là buồn. Nếu mà trước kia con nghe lời mà con cắt bỏ hết, con đừng có đắm đuối cuộc đời, thì hôm nay con sẽ tu rất tốt. Không vì con cũng nghe lời thầy, thì cho nên bây giờ con mới chịu những cái nỗi khổ đau. Đời có gì hạnh phúc đâu, chỉ là một ảo ảnh, một hạnh phúc ảo. Chúng ta trước lấy ảo ảnh tưởng là thật, nhưng chạy mãi theo nó rồi thì các con cũng thấy chỉ là một chỉ vàng thôi của đời này, không có gì. Thì bây giờ là một cái bài học rất lớn cuộc đời của con, nhưng con phải làm trách nhiệm bổn phận đạo đức làm người. Vì nhân quả con đã tạo ra thì con không thể bỏ bê hay hoặc là chối bỏ cái nhân quả này, mà phải làm cái này thật tình của một con người của chúng ta. Có những gì chưa giải quyết được mà cần thầy, ví dụ như muốn cho cháu đi tu nơi tốt và có ăn học mà con không làm được, thì thầy sẽ giới thiệu cho cô Bửu với cô Quyên, hai người đang ở ngoài Vũng Tàu. Họ đang hướng dẫn một số chúng nghi nhỏ có, lớn có, thì thầy có thể sẽ gửi gắm cho, và cháu sẽ ra đó được đưa vào nhờ cô Bửu và cô